Xin chào, chào mừng các cậu đã đến với Ten Anime. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục series khám phá thế giới trong tác phẩm Doraemon. Như các cậu đã biết, ngoài robot mèo máy Doraemon thì chúng ta còn có 4 robot mèo máy khác. Đó là ba cậu Mini Dora và cô em gái Dorami. Mini Dora và Dorami xuất hiện khá ít trong phim nhưng cũng để lại những ấn tượng sâu sắc trong trí nhớ của người xem về những cậu robot tinh nghịch và cô em gái dễ thương nhưng không kém phần rắc rối. Trong video ngày hôm nay, hãy cùng Ten Anime tìm hiểu về những sự thật thú vị xung quanh Mini Dora và Dorami nhé! Bắt đầu thôi nào! Trước khi đến với bảng xếp hạng, đừng quên chúng mình còn có một người anh em nữa mang tên DNB Studio Việt Nam nhé! Sự thật số 1, nguồn gốc sự ra đời của Mini Dora. Chắc hẳn các cậu cũng tò mò giống như tớ về nguồn gốc của Mini Dora. Mèo ú của chúng ta chỉ là một robot bình thường, cũng chẳng nổi tiếng ở thế kỷ 22. Vậy tại sao người ta lại tạo ra phiên bản Doraemon thu nhỏ vậy nhỉ? Mini Dora là phần thưởng để kỷ niệm chiến công của Doraemon. Mini Dora. Sự việc đó xảy ra khi mèo ú của đời thế kỷ 22 và đang chăm sóc cho Sewashi trong phim 2112 Doraemon ra đời. Chuyện là vào một ngày nọ, hai tên tội phạm thời gian đã vượt ngục và đang bị cảnh sát truy đuổi. Trên đường chạy trốn, chúng đã bắt cóc Sewashi làm con tin để đe dọa cảnh sát. Cùng lúc ấy, Doraemon đã ngồi khóc ở ngoài bãi biển vì mất đôi tai yêu dấu, hay tin Sewashi vì đi tìm mình mà bị lạc đường. Cậu đã uống nước tinh thần để lấy lại động lực, nhưng lại lấy nhầm thuốc tăng tốc tối đa. Thế là cậu ta chạy nhanh như một cơn gió, lướt trên mặt biển và vô tình đâm phải động cơ phi thuyền của hai tên tội phạm đó, làm chúng bị hạ gục và bị cảnh sát thời gian không gian tóm gọn. Để kỷ niệm chiến công đó, Mini Dora đã ra đời dựa trên hình mẫu của Doraemon. Nhưng Mini Dora có phải là ý tưởng của tác giả Fujiko Fujio không? Câu trả lời là không. Thực ra Mini Dora là một trong những ý tưởng giành chiến thắng trong cuộc thi ý tưởng bảo bối bí mật được tổ chức trinh nguyệt San Koro Koro bắt đầu từ số tháng 6 năm 1986 và phát hành vào số tháng 9 cùng năm. Sau đó, Mini Dora hoạt động khá tích cực trong truyện tranh và hoạt hình, từ vai phụ đến vai chính. Một ý tưởng đơn giản, chỉ là thu nhỏ Doraemon xuống thôi, nhưng lại thật thú vị phải không các cậu nhỉ? Có lẽ bộ óc siêu sáng tạo của bác họa sĩ của chúng ta đã quên mất chi tiết thú vị này mất rồi. Sự thật số 2, kỹ thuật của Mini Dora. Trong số tháng 2 của người San Koro Koro, bài Doraemon và Mini Dora so tài có nêu chiều cao của Mini Dora là khoảng 30cm. Thực ra, Mini Dora có mặt trong phim hoạt hình đặc biệt của Dorami mang tên Mini Dora SOS, nên chiều cao của cậu ấy đã được quyết định dựa trên mối tương quan so với chiều cao của các nhân vật khác. Tuy nhiên, cũng có giả thuyết cho rằng chiều cao của Mini Dora bằng 1/10 so với Doraemon, tức khoảng 12,93cm. Ví dụ như ở trong phim điện ảnh Nobita và Mê Cung Thiếp, trong cảnh khi Nobita và Shizuka gặp lại Doraemon đang là cỗ máy phế liệu ở dưới đáy biển, Nobita đã lấy ra Mini Dora và thu nhỏ cậu ấy để chui vào trong sửa lại Doraemon. Lúc này, Mini Dora chỉ có kích thước nhỏ bằng bàn tay của Nobita mà thôi. Chắc chắn là có nhiều Mini Dora với kích thước khác nhau, cũng vì kích thước ấy vào những món bảo bối của Mini Dora cũng mini không kém. Sự thật số 3, có tất cả bao nhiêu Mini Dora nhỉ? Trong đoạn cuối phim 2112, Doraemon ra đời, chúng ta có thể thấy rất nhiều Mini Dora với đủ thể loại màu sắc khác nhau trong bữa tiệc Giáng sinh. Phiên bản tí hon của Doraemon sau khi được sản xuất và tung ra thị trường đã nhanh chóng chiếm được cảm tình của mọi người. Mini Dora rất dễ thương, tuy nhỏ con nhưng lại có nhiều bảo bối giống hệt như Doraemon. Vậy nên Mini Dora đã trở thành sản phẩm rất được ưa chuộng ở thế kỷ 22 và được đưa vào sản xuất hàng loạt. Màu sắc của Mini Dora cũng rất đa dạng, từ đỏ, xanh lá, vàng, tím. Có lẽ vì các Mini Dora được đón nhận tới vậy nên Doraemon đã không còn cảm thấy thực ti về đôi tai đã mất của mình nữa. Được sản xuất với số lượng nhiều tới mức không đếm xuể, nhưng Doraemon chỉ giữ lại trong túi thần 3 Mini Dora mà thôi, bao gồm 3 chú robot màu xanh lá, đỏ và vàng.
Bên cạnh đó thì một thành viên của đội quân Doraemon, Dorarinho, sở hữu đến 11 chú mini Dora màu xanh lá cây, đủ cho đội hình của một đội bóng. Cũng bởi Dorarinho xuất thân từ Brazil nên có tình yêu mãnh liệt về bóng đá mà. Sự thật số 4, ngôn ngữ của mini Dora. Ngoài kích thước nhỏ nhắn thì mini Dora còn gây ấn tượng bởi ngôn ngữ mà cậu ta nói. Mini Dora siêu dễ thương và nói ngôn ngữ cũng hơi kỳ lạ một chút. Vốn từ vựng của cậu ta chỉ xoay quanh Dorara và Dorara. Tuy vậy thì những lời mà cậu ấy nói đều có ý nghĩa đó nhé. Doraemon và Dorami có thể hiểu được những lời mini Dora nói, còn với Nobita và các bạn khác thì cần phải thông qua ngôn ngữ cơ thể, cảm xúc và chơi thân với mini Dora một thời gian thì mới có thể hiểu được cậu ta đang nói gì. Sự thật số 5, sở thích và nỗi sợ của mini Dora. Vì là bản sao của Doraemon nên các mini Dora có chung sở thích với Doraemon, đó chính là ăn bánh rán hay dorayaki. Vậy nên cậu ta rất dễ bị dụ bởi bánh rán, ví dụ như trong phim mini Dora SOS, Nobisuke, Tsuneki và Yachibi đã lấy dorayaki để dụ mini Dora lấy ra một con tàu chạy bằng năng lượng mặt trời. Khi tàu hết năng lượng, cả nhóm Nobisuke đã xin mini Dora cứu, nhưng vì hết bánh rán nên mini Dora không chịu lấy bảo bối ra. Tính cách của mini Dora được lập trình giống hệt như tính cách của một đứa trẻ, nên cậu ấy không có được sự nghiêm túc và trưởng thành như Doraemon. Về nỗi sợ thì mini Dora rất sợ phải đi gặp bác sĩ, chính xác hơn là cậu ta sợ bị trích bởi kim tiêm. Còn mini Dora có sợ chuột như Doraemon thì tôi không chắc. Có lẽ là không, vì Doraemon sợ chuột là vì nó cắn mất tai của Doraemon. Mini Dora là những robot tí hon dễ thương nhưng lại khá nghịch ngợm. Các cậu ấy cũng giống như những đứa trẻ vậy, rất hồn nhiên và vô tư. Tuy gây nhiều rắc rối hơn là được việc, nhưng mỗi tập phim mà có sự xuất hiện của Mini Dora sẽ luôn khiến chúng ta cảm thấy hào hứng. Doraemon giữ Mini Dora cũng là để chúng thay mèo ú chăm sóc Nobita mỗi lúc mà mèo ú bận. Ngoài ra, Mini Dora cũng giúp Doraemon sửa chữa cơ thể khi bị hỏng bằng cách thu nhỏ cậu ta và nuốt vào trong miệng. Trong phim điện ảnh Nobita và Mê Cung Thiếp, Mini Dora đã giúp mèo ú cài đĩa mềm chứa virus vào trong cơ thể từ robot độc tài, Lapogisto. Bây giờ chúng ta sẽ cùng tiếp tục với các sự thật về Dorami nhé! Sự thật số 6, cùng điểm qua đôi nét về cấu tạo và thông số kỹ thuật của Dorami nhé! Dorami thuộc cung Nhân Mã, sinh ngày 2 tháng 12 năm 2114, sau anh trai Doraemon 2 năm. Dorami cùng được sản xuất tại nhà máy Matsushiba, cùng sở hữu chung một loại dầu và giống Doraemon đến từng linh kiện. Tuy nhiên, không giống anh trai mình, do được sử dụng công nghệ tiên tiến hiện đại hơn 2 năm trước và không gặp sự cố như anh trai, nên Dorami là một sản phẩm hoàn thiện, không có lỗi. Dorami không có tai, thay vào đó là một chiếc nơ ở sau đầu. Em ấy cũng có một chiếc máy tính siêu cấp giống như Doraemon, là bộ não điện tử siêu việt. Mắt của Dorami to và long lanh hơn, có thể bắn ra cú chớp mắt sát thủ, có khả năng xoa dịu, hóa giải và giúp các cặp đôi làm lành. Khác với công dụng gọi bạn như chiếc chuông của mèo ú, chuông của Dorami có thể phát ra sóng âm, giúp xoa dịu tinh thần người nghe, làm họ thấy thư giãn và thoải mái hơn. Nó cũng rất thích hợp để dỗ trẻ đang khóc. Túi thần kỳ của Dorami cũng không khác mấy so với Doraemon, ngoại trừ họa tiết sọc chéo đan sen khá nữ tính. Cuối cùng, Dorami có một chiếc đuôi hình bông hoa. Về thông số kỹ thuật, Dorami cao 100cm và nặng 91kg. Số đo ba vòng thì đang được giữ kín, nhưng nhìn qua thì cũng biết từ trên xuống dưới như một. Sức mạnh của Dorami là 10.000 mã lực, gấp hơn 77 lần so với con số 129,3 mã lực của Doraemon. Điều đó cũng là dễ hiểu, bởi Dorami được chế tạo với công nghệ tiên tiến và nguồn nhiên liệu tốt hơn Doraemon mà. Sự thật số 7, cùng là robot, tại sao Dorami lại là em gái của Doraemon? Robot tại sao lại có anh em được nhỉ? Đúng là có hơi vô lý thật, nhưng Dorami chính xác là em gái của Doraemon. Lý do thì rất đơn giản thôi, bởi vì trong cơ thể của họ chảy chung một loại dầu. Nhưng Doraemon được ra đời trước, sử dụng phân dầu loãng ở phía trên, còn Dorami thì ra đời sau 2 năm để sử dụng phân dầu đặc ở phía dưới. Vậy nên Dorami xuất sắc hơn Doraemon về mọi mặt, từ sức khỏe cho đến trí tuệ, chứ không hậu đậu như ông anh trai của mình. Sự thật số 8, thứ gắn trên đầu Dorami là tai hay là nơ?
Thật ra thì nói đó là chiếc nơ hay chiếc tai hình nơ thì đều đúng cả. Đó cũng là điểm cách điệu so với khuôn mẫu mèo máy khác, đồng thời cũng thể hiện được giới tính của em ấy. Chiếc tai hình nơ của Dorami cực xịn. Ngoài những tiếng nói chuyện thông thường, cô bé còn có thể nghe thấy những tiếng thì thầm từ rất xa. Ngoài ra, chiếc nơ còn có tích hợp chức năng của một chiếc radar giúp định vị và cảm nhận vật ở nơi rất xa, còn có thêm các chức năng thú vị khác như nghe và hiểu được tiếng nói của động vật. Kể ra nếu Dorami mà có tai hay mất nơ thì nhìn cũng dị dị các cậu nhỉ. À bật mí thêm nhé, có người bảo rằng tai của Dorami có hình nơ là để cho Doraemon không còn tai đỡ tủi thân đấy. Dù thế nào thì chúng ta cũng không thể phủ nhận được chiếc nơ rất đẹp và hợp với Dorami. Sự thật số 9, cùng là mèo máy nhưng sao Dorami lại không có râu? Điều này cũng chính là một điểm khác so với Doraemon và các robot khác. Nếu như các thành viên của đội quân Doraemon mỗi người đều có một bộ râu cách điệu khác nhau thì Dorami lại không có râu. Râu radar là bộ phận giúp robot định vị và cảm nhận được mọi thứ ở phạm vi rất xa. Bởi vì chức năng đó Dorami đã có ở trong tai hình nơ của mình như tớ đã nói ở sự thật số 8 nên cô bé không cần râu nữa. Với lại, con gái mà có râu thì trông kỳ cục lắm. Mình nghĩ có lẽ người của thời đại đó đã ngồi lên. Sự thật số 10, Dorami đang sống ở đâu? Thi thoảng trong một vài tập phim, Dorami lại chui ra từ học bàn của Nobita. Thường thì Dorami hay tới để nhắc nhở anh trai đi kiểm tra định kỳ, hoặc là vì Doraemon có việc bận hoặc gặp khó khăn nên nhờ Dorami đến chăm sóc Nobita và giải quyết giúp vấn đề của mình. Vậy nên, Dorami đang sống ở thế kỷ 22, cùng thời đại với Sewashi, sách của Nobita. Nhưng Dorami không ở chung với Sewashi, bởi Doraemon đã về quá khứ ở cùng Nobita, không có người trông nom Sewashi nên robot trông trẻ Dorami đã được bố mẹ Sewashi nhờ cậy. Mỗi lần Sewashi gọi là Dorami lại tới nhà cậu ấy ngay. Vậy nơi mà Dorami ở trông như thế nào nhỉ? Cùng khám phá qua nhé! Trong chapter 8 của cuốn đại từ điển Doraemon có vẽ căn phòng của Dorami. Căn phòng rất đẹp và hiện đại, trái ngược hoàn toàn so với tủ tường trong phòng Nobita, chỗ ngủ của anh trai Doraemon. Căn phòng có một bàn trang điểm với chiếc gương lớn, chính là lối vào cỗ máy thời gian. Bên cạnh là hệ thống chuyển kênh siêu cấp, chỉ cần nhấn công tắc, bể cá cảnh nhiệt đới ngay lập tức sẽ biến thành màn hình TV cực đại. Giường của Dorami khá nhỏ nhắn, hình vỏ sò, được bao quanh bởi rất nhiều gấu bông, chuẩn sở thích của một cô gái điệu đà. Trong phòng Dorami có một dàn nhạc điện tử siêu đỉnh, có thể biểu diễn như một dàn nhạc giao hưởng thứ thiệt. Âm nhạc cũng là sở thích của Dorami, Dorami hát rất hay. Ngoài ra, Dorami còn có một siêu máy tính, có thể kết nối đến máy chủ của trường đại học để học tập và đọc sách, chơi game cũng rất tuyệt. Nói về việc học, Dorami rất chỉn chu và luôn cố gắng, trở thành học sinh ưu tú của trường nhưng lại có khuyết điểm là quá nghiêm túc. Và đó cũng là sự thật cuối cùng trong video ngày hôm nay. Các thông tin tớ nêu ở trên có giúp các cậu có thêm những hiểu biết về Mini Dora và Dorami không? Hãy để lại ý kiến của cậu dưới phần bình luận nhé! Cảm ơn các cậu đã xem hết video này. Nhớ đăng ký kênh và theo dõi thường xuyên Ten Anime để ủng hộ chúng tớ làm thêm nhiều video thú vị hơn nha! Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại! Bye bye!